Xin chào tất cả bác Hôm nay Toản Phong Thủy xin được giới thiệu đến cho tất cả các bác Một bộ ấm trà chất liệu bằng đồng nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan Bộ ấm trà với cái hình là tỳ hưu phong thủy như các bác đang thấy ở trên hình Ấm trà với cái dáng cực kỳ đẹp Được đúc nổi hình con tỳ hưu phong thủy trên một cái nền gấm Vô cùng là tỉ mỉ và sắc sảo Hàng này hàng của Thái Lan gia công rất là khít như các bác có thể thấy ở trên hình Đặc biệt những cái bộ ấm trà của Thái Lan thì đều được tráng một cái lớp men thủy tinh cả trong cả ngoài cả ấm chén để bảo vệ bộ ấm chén này để các bác pha trà nó sẽ không bao giờ bị xuống màu à, ấm có dung tích là 220 ml rất là to to nhất trong những cái bộ ấm trà bằng đồng nhập khẩu từ Thái Lan để các bác có thể là pha trà uống nước bình thường pha trà hàng ngày như những cái bộ ấm trà hàng ngày của các bác đang sử dụng còn đây là chiếc chén chén thì bên ngoài cũng được khắc những cái hình à, họa tiết hình chữ Thái à, bên trong rất là nhẵn nhụi chất liệu là bằng đồng được tráng men thủy tinh đó rất là to và sâu lòng đường kính của cái miệng chén là 5 cm tức là tương ứng những cái chiếc chén bình thường mà các bác đang sử dụng hàng ngày đấy chiều cao của chén là 3,5 cm các bác cả bộ này nặng là 1 kg đồng cả bộ nặng 1 kg đồng đó 7 món gồm có một ấm dung tích 220 ml 5 chiếc chén và một chiếc đĩa đấy như các bác có thấy đường kính của đĩa là 20 cm được à, chạm những cái hình họa tiết chìm và nổi Và đặc biệt đằng sau chiếc ấm này là một vạn bông hoa cúc Một vạn bông hoa cúc như các bác đã thấy Rất là tinh xảo và tỉ mỉ nhé Cực kỳ tinh xảo và tỉ mỉ Đây là hàng nhập khẩu Cho nên là nó có cái giá trị rất là cao Và số lượng thì có hạn Đang được Toàn Phong Thủy bán với mức giá là 1 triệu 590 nghìn Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho tất cả các bác 1 triệu 590 nghìn Chất liệu là bằng đồng nhá, Đồng cao cấp của Thái Lan Đây là em sử dụng cục nam châm rất là to Các bác có thể sử dụng nó để thử Đó, Không bao giờ hít được Và bộ ấm trà này bằng đồng Trẻ con có làm rơi thoải mái không vỡ được Như những cái bộ gốm xứ Mà chúng ta có thể chơi hàng trăm năm Đó, Làm cái quà kỷ niệm từ đời cha xuống đời con Đời con cháu Các bác có thể thấy Hàng là hàng nhập khẩu từ Thái Lan các bác nhá miễn phí vận chuyển toàn quốc cho tất cả các bác chỉ với giá là 1 triệu 590 nghìn số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình đây là một bộ ấm trà tỳ hưu phong thủy tức là các bác có thể chơi nó như là một cái vật phẩm phong thủy ở trong nhà mang cái ý nghĩa là đoàn tụ và sum vầy đó đoàn tụ và sum vầy cũng như là các bác có thể là để pha trà uống trà hàng ngày rất là đẹp rất là ý nghĩa độc đáo số lượng có hạn như các bác thấy cái vòi rất là to đúng không ạ để các bác có thể là pha trà hàng ngày cực kỳ là ý nghĩa và độc đáo em là toản phong thủy